Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tuy thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng những giai điệu của núi rừng Tây Nguyên đã tạo ra một Im Hoang thật là riêng biệt. Và chính sự riêng biệt ấy của ông đã khiến ông in đậm trong tâm trí của rất nhiều người, đặc biệt là sự phóng khoáng từ giọng hát.